Kính chào quý vị và các bạn. Khác với mọi ngày trong năm, ngày mới hôm nay bắt đầu trong một ý nghĩa thiêng liêng và trọng đại. Ngày bắt đầu của một năm mới, một thế kỷ mới, một thiên niên kỷ mới. Xúc động và tự hào mừng Đảng quang vinh, mừng xuân mới Tân Tỵ và mừng quê hương Hà Giang đang trên con đường đổi mới với những bước đi và thành quả kỳ diệu. Nhân dịp năm mới 2001 và chào đón thiên niên kỷ mới, xin kính chúc quý khán giả an khang và hạnh phúc. Bây giờ là chương trình thực sự đặc biệt chào xuân 2001 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang.